Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admika. Trong đầu ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành so sánh giữa hai chiếc máy các bạn đang rất quan tâm và hỏi mình rất nhiều các bạn à, là giữa Redmi K60 và Realme GT Neo 5 thì chiếc máy nào nó sẽ đáng mua hơn. Trong đầu ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh chi tiết luôn các bạn nhé. Điện thoại hay.vn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Realme giá tốt nhất, tặng bảo hành 12 tháng cả nguồn màn hình vân tay. Đến ngày điện thoại hay, địa chỉ 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn điện thoại hay đã hỗ trợ cho mình cả hai chiếc máy này để thực hiện video. Tại điện thoại hay hiện tại đang có phiên bản 8GB RAM và 256GB ROM cho cái chiếc Redmi K60 5G. Còn đối với lại Realme GT Neo 5 150W ấy, thì chúng ta sẽ có bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB các bạn nhé. Tính ra là nó sẽ trên tầm khoảng là gần 1 triệu nữa các bạn à. Còn nếu về xét cùng bộ nhớ 8/256GB ấy, thì cả hai con này nó chỉ trên nhau khoảng 100.000 thôi các bạn nhé. Còn GT Neo 5 nó đắt hơn tại vì nó có RAM nhiều hơn, lên tới là 12GB thay vì là chỉ 8GB như là cái chiếc Redmi K60. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích luôn các bạn nhé. Đầu tiên là nói về mặt thiết kế trước. Đây là một điểm mà thật sự mình đang dùng cái chiếc Poco F5 Pro, nhưng mình vẫn đánh giá rằng là cái chiếc Realme GT Neo 5 này nó có một cái form thiết kế đẹp hơn. Nó thật sự là nó tuyệt vời hơn rõ các bạn ạ. Về phần mặt lưng thì chắc chắn rồi, thiết kế của Realme GT Neo 5 nó rất ấn tượng các bạn ạ. Các bạn có thể thấy ở chỗ này nó còn được làm kiểu trong suốt nữa, rồi là nó tạo ra một cái điểm nhấn trên cái màn hình trên cái mặt lưng rất là xuất sắc các bạn nha. Còn Redmi K60 thì mình cảm giác là hơi lười. Đấy, thiết kế này nó đơn giản và nó không có gì ấn tượng cả. Tất nhiên là nó sẽ có những phiên bản làm từ chất liệu da, nhưng nó cũng không có giải quyết được cái vấn đề gì theo như mình là như thế. Còn về cái phần khung viền thì cả hai con này đều được làm từ nhựa các bạn nhé. Còn Redmi K60 này thì nó cái phiên bản màu đen của nó thì nó sẽ sử dụng chất liệu là kính, dành cho những bạn nào thích chất liệu là kính. Còn nếu mà muốn chất liệu mặt lưng giả da như thế này thì có thể là lựa chọn màu xanh. Còn đối với lại GT Neo 5 thì đây, cái phần mặt lưng màu tím này thì nó quá đẹp, nó quá xuất sắc rồi. Xe đến phần mặt trước thì mình cũng hơi thích cái form của cái chiếc GT Neo 5 hơn. Để kỹ thì các bạn mới thấy được cái sự khác biệt về phần form thiết kế mặt trước thôi các bạn nhé. Form thiết kế của cái chiếc Redmi K60 thì nó sẽ hơi vuông vức hơn ở cái phần bo cong 4 góc. Còn đối với lại Realme GT Neo 5 thì nó sẽ là bo cong nó thoải hơn. Nhìn chung là mình có phần là mình thích cái phần mặt trước hơn so với lại Redmi K60. Và theo như mắt mình thấy thì cái viền dưới của Realme GT Neo 5 nó cũng sẽ mỏng hơn một tí so với lại Redmi K60 các bạn nhé. Đấy, cho nên là về mặt thiết kế thì cái chiếc Realme GT Neo 5 này ăn đứt. Xem đến cái phần màn hình ấy thì đây nó sẽ là một cái sự đánh đổi. Realme GT Neo 5 150W thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái độ phân giải rơi vào khoảng là 1.5K, tần số quét sẽ là 144Hz, trong khi là Redmi K60 thì là độ phân giải 2K nhưng tần số quét chỉ là 120Hz thôi. Và theo như mình thấy thì giữa hai con chọn con nào cũng được, thật sự là như thế. Riêng cái con Realme GT Neo 5 này ấy, thì nó không thể nào chỉnh về được 120Hz các bạn nhé, mặc định là 144 hoặc là 60 thôi. Còn đối với là Redmi K60 thì cũng không thể nào chỉnh từ độ phân giải 2K về Full HD hay là 1.5K được. Nên là nói về cái thông số này thì không có con nào hơn con nào. Còn về chất lượng hiển thị thì tổng thể mình thấy rằng là Redmi K60 nó sẽ đi theo một cái hơi hướng trung tính. Ở đây thì mình cũng đã nói trong rất nhiều video rồi là nó sẽ có một cái phần màu sắc nó cân bằng hơn, nó hài hòa hơn, phù hợp để chúng ta vừa để giải trí này cũng như là vừa để mà chỉnh sửa ảnh. Còn đối với là Realme GT Neo 5 thì cái màn hình nó sẽ thiên hướng là đỉnh mắt hơn, tươi hơn, rực rỡ hơn một tí so với Redmi K60. Nói chung là về mặt chất lượng hiển thị thì cả hai con này nó đều tốt cả. Còn nếu nói về chọn thì đấy, như mình thì mình chọn con nào cũng được, nên là hiện tại là thiết kế là Realme GT Neo 5 nó là được một điểm rồi. Còn về phần màn hình thì cả hai con này được xem như là hòa các bạn nhé. Đấy, mình không quan trọng là màn hình của con nào đâu. Còn về phần hiệu năng cũng thế. Hiệu năng thì cả hai chiếc máy này nó đều được trang bị là Snapdragon 8 Plus Gen 1 thì nó đều cho ra một cái hiệu suất tương tự nhau. Không có bị bóp hiệu năng, không có bị giới hạn gì cả. Hai con đều cho ra một cái trải nghiệm best là nhiều với lại Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nên là các bạn chọn con nào cũng được, cũng không có vấn đề gì để nói nhiều. Về RAM và ROM ấy, thì nếu như xét trong cùng một bộ nhớ là RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB thì cả hai con này nó đều cho ra là một cái trải nghiệm rất ok. Riêng đối với lại Realme GT Neo 5 khi mà đã cài được ROM quốc tế rồi thì sử dụng best là nhẹ. Kể cả Redmi K60 cũng cài được ROM quốc tế, khắc phục được lỗi định vị này, lỗi trễ thông báo này. Đấy, còn nói chung là khi mà đã cài ROM quốc tế trên cả hai chiếc máy này thì dùng best là nhẹ các bạn nhé.
nhiều bạn sẽ để ý rằng là có một cái nhược điểm với cái chiếc Realme GT Neo 5, đó chính là sẽ không thể nào lắp được SIM. Nhưng mà đó chỉ là phiên bản chạy ROM nội địa thôi. Nếu như các bạn cài ROM quốc tế tầm khoảng 15-20 phút giao cho điện thoại hay là họ cài miễn phí hết cho các bạn, kể cả là các bạn muốn nguyên siêu, các bạn mua online, thì khi các bạn mua về họ cũng sẽ gửi code để cho các bạn có thể tự unlock và dùng ROM nội địa cũng được, cũng rất bình thường, không có vấn đề gì cả và hoàn toàn miễn phí. Đấy, cho nên là khi mà mua tại điện thoại thì nó rất yên tâm rồi. Và cả hai chiếc máy này đều cài được ROM quốc tế, cho nên là trải nghiệm mình thấy cũng xem nhau. ROM như cái chiếc Poco F5 Pro là cái phiên bản mới nhất mình đã cập nhật lên, thì đến bây giờ nó cũng chả có một cái lỗi vặt gì cả. Nhưng nếu mà xét về cái giao diện tổng thể thì mình vẫn hơi nghiêng một tí về Realme các bạn nhé. Đấy, rồi về phần camera thì sao? Phần này thì mình sẽ nói rất rõ này. Về bức ảnh chụp bằng camera chính ấy, thì nhìn chung là thứ nhất là chi tiết tổng thể của hai con này nó là xem nhau, cũng không hẳn là con nào nó hơn con nào đâu các bạn à. Và khi đặt so sánh giữa hai chiếc máy thì mình có phần lại thích cái chiếc Redmi K60 nhiều hơn. Tại vì mình đang chụp trong cái điều kiện nó là ngược sáng. Khi mà so sánh như thế này mình thấy là bên Realme GT Neo 5 ấy, nó giống như có một cái lớp sương mờ. Tức là nó xử lý cái phần ngược sáng, cái tòa nhà trực diện ấy, nó tốt hơn, nhưng mà rõ ràng là nó thiếu đi cái sự chân thật. K60 cũng không hẳn là chụp tệ hơn đâu các bạn nhé. Nếu mà trong điều kiện đầy đủ sáng như thế này thì mình thấy là bên Redmi K60 cho ra một chất lượng cũng rất tốt rồi. Còn xem đến phần camera góc trọn thì đúng là chất lượng cảm biến của Redmi K60 nó bỏ không thật các bạn à. Đây là một cái sự chênh lệch quá rõ ràng với cái chiếc Realme GT Neo 5 rồi. Nên là cũng không có gì để mà phải nói nhiều cả, nhìn vào là thấy được luôn. Về khả năng chụp đêm ấy thì các bạn có thể thấy rõ được một cái chất lượng rất là khác biệt giữa hai chiếc máy này luôn. Bên cái chiếc Redmi K60 thì chất lượng ảnh nó cho ra là thấp hơn, thấy rõ các bạn nhé. Còn Realme GT Neo 5 là mình thấy là nó gần như là gấp đôi vậy. Từ ánh sáng là nó sáng hơn này, cũng như là chúng ta có thể thấy được nền nhà đỡ bị noi. Nói chung là Realme GT Neo 5 được làm rất là tốt, chất lượng nó vượt trội hơn so với lại cái chiếc Redmi K60 này. Nó sẽ hơi ám xanh một tí là tại vì nó có phông xanh các bạn nhé. Còn nói về camera selfie thì một lần nữa Realme GT nó cũng lại thể hiện tốt hơn ở cái khoản xử lý phần mềm. Nhìn chung thì ảnh của Realme GT Neo 5 nó sẽ sáng hơn, nó tươi hơn, màu sắc nó ok hơn so với lại Redmi K60. Thực ra là Redmi K60 nó cũng không hẳn là quá tệ đâu các bạn nhé. Nhìn chung là nó cũng cân bằng được hài hòa giữa cái phần background phía sau không bị cháy sáng, cũng như là phần chủ thể mặt của mình ấy làm đẹp rất là tự nhiên, rất là hài hòa. Nhưng mà nó màu sắc nó hơi nhạt thì chúng ta có thể là chỉnh sửa ở trong phần mềm cũng được. Đấy, nói chung là cũng không hẳn là quá tệ đâu. Nhìn chung là selfie như thế này cũng ổn rồi, khi mà so với lại một cái đối thủ sừng sỏ là Realme các bạn nhé. Còn đây là khả năng quay video cũng như là macro trên cả hai chiếc máy này. Hiện tại thì mình đang tiến hành là test khả năng quay video cũng như là thu âm của cả hai chiếc máy Realme Q5 Pro cũng như là cái chiếc Redmi K60 ở trong điều kiện là văn phòng các bạn nhé, chỗ có đèn, chỗ không có đèn. Thì qua cái màn hình live view mình thấy được rằng là bên cái chiếc Redmi K60 ấy, nó có phần là bị noi nhiều hơn. Đấy, còn về chất lượng micro thì các bạn có thể là tự đánh giá thông qua việc là mình nói như thế này các bạn nhé. Về loa kép ấy, thì mình thấy là cả hai chiếc máy này nó đều cho ra một cái âm lượng tương tự nhau. Còn về chất âm thì bên Realme GT Neo 5 nó sẽ ấm hơn một tí xíu. Nhưng mà xét về mặt tổng thể thì cái sự chênh lệch nó không quá là nhiều, nó không quá là rõ ràng. Nên là cũng không cần phải so đo là con nào hơn con nào. Các bạn nghe con nào nó cũng được cả, hợp lý các bạn nhé. Còn pin thì nó sẽ là một cái option lựa chọn với một chiếc máy có dung lượng pin là khoảng 5500 mAh sạc 67W của Redmi K60 hoặc là sạc 150W nhưng viên pin thì chỉ có dung lượng là 5000 mAh thôi. Thì nhìn chung là nếu mà về cái thông số, nếu mà xét về thông số ấn tượng ấy, thì mình có thể là ấn tượng với cái chiếc Realme GT Neo 5 hơn. Nhưng các bạn lưu ý rằng là cái chiếc Redmi K60 này nó có sạc không dây 30W nữa. Đấy, thì nó cũng tùy vào nhu cầu của mỗi người. Nhìn chung là về phần pin sạc thì nó sẽ là cái sự đánh đổi và mình chấm là nó cũng hòa nhau. Như vậy nha, tổng kết thiết kế thì mình sẽ nghiêng về cái chiếc Realme GT Neo 5 hơn, và chắc chắn rất nhiều bạn ở đây thấy rằng là cái thiết kế của Realme GT Neo 5 nó sẽ đẹp hơn. Về phần màn hình thì cả hai con này nói chung là được xem như hòa, con được cái này, con được cái kia. Đấy, hiệu năng thì chắc chắn là hòa rồi vì dùng chip y chang nhau, tương tự nhau, không có bị bót, không bị lag gì cả. RAM, ROM thì cài ROM quốc tế thì dùng bét tay là nhẹ, cũng không lỗi, không sợ gì. Đấy, thì nó cũng là hòa. Camera thì chắc chắn là Realme GT Neo 5 nó ăn đứt rồi này. Đấy, về phần pin thì nó cũng hài hòa, được cái này mắc cái kia. Đấy, thì các bạn có thể là tự lựa chọn cho mình nhé. Còn nếu mà xét về hơn tổng thể thì Realme GT Neo 5 nó sẽ hơn nhiều hơn. Đấy các bạn nhé. Rồi, còn các bạn nghĩ sao giữa hai chiếc máy này thì xin hãy để lại kiến của mình dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.